Lời kể của gia đình bị bạn thân bắt cóc con gái đòi 2 tỷ tiền chuộc. Ông trùm chung cư mini nghiêm quang minh biết rõ vi phạm nhưng vẫn bất chấp. Chồng đâm vợ tử vong do nghi ngờ ngoại tình. Điều tra người đàn ông đuổi đánh ghen bị xe chở rác cán tử vong. 2 trên 3 công nhân tử vong vụ đá đè trên xe container là lao động tự do, không có hợp đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo Sức khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bắt cóc bé gái sinh năm 2020 đòi 2 tỷ tiền chuộc ở Long An được dư luận quan tâm. Sau 6 giờ truy bắt đối tượng, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ ôm con trong lòng, mẹ cháu bé không giống nổi sự sợ hãi và bật khóc. Chị cho biết nghi phạm và bố bé gái là bạn thân hơn 10 năm, thỉnh thoảng vẫn nhờ đón con giúp, không ngờ đối tượng lại làm vậy với con của mình. Sau khi nhận tin báo từ gia đình việc con gái bị bắt cóc, ngày 3 tháng 10, công an Đồng Nai thông tin đã phối hợp cục cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Long An truy bắt đối tượng. Sau 6 giờ dầm mưa, gấp rút giải cứu cháu bé, lực lượng công an bắt thành công nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1989, ngụ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản và đưa cháu bé về với gia đình an toàn. Qua điều tra, được biết nghi phạm làm ngành bưu điện vốn là bạn thân của anh Tuyển, bố cháu bé đã hơn 10 năm. con gái anh và con trai của Sơn học cùng trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An, Long An, nên thỉnh thoảng anh nhờ bạn đón con tan học. Vậy nhưng lần này, đối tượng Sơn đã dở trò với chính người bạn thân và con gái bạn. Nhớ lại khoảnh khắc biết con mình bị bắt cóc, chị BGH mẹ cháu bé không giấu nổi sự sợ hãi vào thời điểm đó. Chị cho biết, trong hơn 6 tiếng đồng hồ gia đình đứng ngồi không yên khi biết người bạn thân của chồng bắt cóc con gái của họ để đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Thường ngày tầm 16 đến 17 giờ gia đình đi rước cháu, tuy nhiên ngày 2 tháng 10 mới 15 giờ Sơn đến trường rước con của mình và đưa cháu C đi luôn. Gia đình nghĩ chuyện chẳng lành, bảo Sơn đưa bé về nhà sớm và Sơn nói là đưa hai cháu đi sở thú để chơi, ai ngờ lại bắt cóc đòi tiền chuộc chị chia sẻ thêm, Sơn và cha của cháu bé chơi thân với nhau từ rất lâu, chủ yếu là đi cà phê rồi cùng nhóm hai gia đình đi chơi. Sơn nhìn hiền làm việc tại trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện Long An, vợ lại làm cơ quan nhà nước. Có lần Sơn hỏi mượn tiền nhưng chồng tôi nói không có. Tôi không nghĩ Sơn lại làm vậy với con tôi. Gia đình cháu cho biết đối tượng nhắn tin cho bố cháu bé thông báo đã bắt cóc bé gái vì lâm vào đường cùng, đe dọa không được báo cảnh sát và yêu cầu chuộc mạng con 2 tỷ đồng. Chị Hát cho biết khi Sơn yêu cầu chuyển tiền, lúc đầu vợ chồng tôi không tin, nhưng khi Sơn nói cần tiền gấp nên không chuyển khoản 2 tỷ đồng sẽ ra tay sát hại cháu bé. Anh tuyển bố cháu bé chia sẻ thêm. Sơn hỏi tôi có nhớ vụ bảo mẫu người Bắc Giang từng bắt cóc sát hại bé 2 tuổi không? ảnh chụp thuốc chuột gửi cho tôi đe dọa. Anh ta nói nếu gia đình không chuyển tiền sẽ sát hại con tôi rồi chấm dứt mạng sống. Nghe vậy gia đình anh lúc đó rất sợ hãi, lập tức chuyển cho Sơn 100 triệu đồng để anh ta không tức giận làm hại bé. Đồng thời, gia đình trình báo công an kéo dài thời gian chuyển tiền để tìm cách giải cứu cho bé. Trong thời gian này, Sơn tiếp tục gửi hàng chục tin nhắn đe dọa gia đình nạn nhân. Cứ vài phút, hắn lại dục chuyển tiền. Vợ chồng anh Tuyển phải gom góp chuyển tiền nhiều lần, tổng cộng 750 triệu đồng. Sau khi nghe bạn nói không thể lo đủ 2 tỷ đồng, Sơn đồng ý giảm tiền chuộc xuống còn 1 tỷ. Ra lệnh, đến 21 giờ mà tao không nhận đủ tiền, tao sẽ kết liễu nó. Trong gần 6 tiếng từ 15 giờ 30 đến 21 giờ bắt cóc bé gái, Sơn chỉ gọi một cuộc điện thoại cho gia đình bé gái, còn lại nhắn tin vì sợ cảnh sát phát hiện theo dấu. Đánh giá kẻ bắt cóc trẻ em có khả năng di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai lực lượng mai phục, kiểm soát các xe nghi vấn đi qua địa bàn. Lúc này, gia đình anh Tuyển bị thúc ép chuyển thêm 250 triệu đồng cho Sơn để tròn 1 tỷ đồng. Sau khi chuyển 1 tỷ đồng, Sơn yêu cầu chỉ một mình người cô của cháu bé đến thành phố Hồ Chí Minh để đón bé và không được phép báo công an. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện anh ta đón xe khách hãng Phương Trang. Đến 21 giờ 20 phút khi xe khách Phương Trang chạy đến quốc lộ 20, đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, thì bị cảnh sát giao thông, hình sự công an Đồng Nai phối hợp C02 chặn lại kiểm tra, khống chế sơn, thu giữ chai thuốc trừ sâu trong người. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận đang nhờ quản lý khách sạn Song Hoa có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trông giữ cháu bé. Ngay lập tức, công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Long An giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình. Mẹ bé cho biết khi gia đình nhận được thông báo của công an đã bắt được Sơn, lúc này đã gọi điện cho cô của cháu MC đến địa chỉ ở thành phố thủ Đức gặp cháu. Hơn 22 giờ tôi và chồng tôi mới đến gặp con. Tại đây người trong khách sạn nói Sơn gửi cho bé và cho biết cha mẹ bé bị tai nạn nên nhờ chăm sóc dùm sẽ có người nhà đến đón. Sau khi được giải cứu, bé C đã được gia đình đón về đến nhà khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 10, hiện cháu bé ổn định vui vẻ, bé đang được mẹ chăm sóc tại nhà. Một người làm chung với Sơn cho biết Sơn đã làm đơn xin nghỉ việc và bắt đầu nghỉ việc vào ngày 1 tháng 10. Sơn hiền nhưng lại nghiện cá độ bóng đá cờ bạc nên nợ nần. Tại cơ quan công an, Sơn gây án một mình không có đồng phạm. Do anh ta thua cờ bạc mắc nợ nhiều người, bị thúc ép phải trả tiền nên bắt cóc con của bạn thân đòi tiền chuộc. Vì hai người thường xuyên đưa đón con đi học, cô giáo các bé cũng biết họ như anh em nên giao con cho người kia đón về. Sơn khai nhận vì Túng Thiếu bước vào đường cùng nên em mới làm như thế, em có hăm dọa nhưng thực lòng không muốn hại bé. Sơn nói thêm rằng lúc đầu tính mang bé gái lên Đà Lạt nhưng thấy bất tiện nên đưa vào khách sạn. Sau khi nhận được 750 triệu đồng, Sơn tính đường bỏ trốn nên gửi bé gái cho chủ khách sạn, viện lý do người nhà bị tai nạn bên quận 1, em cần đi ra làm giấy tờ gấp, một lát sẽ có người đến đón bé về. Vì lý do mang theo chai thuốc trừ sâu, bước đầu Sơn nói để chấm dứt mạng sống nếu bị bắt. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em và tống tiền của nghi phạm. Mà thưa quý vị, hàng loạt những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây, hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi đều là những người gần gũi của gia đình các nạn nhân. Qua những vụ việc bắt cóc vừa qua, mỗi gia đình, cha mẹ, các em luôn cần đề cao cảnh giác, bảo vệ an toàn cho các con. Các đối tượng bắt cóc đều có những hành vi rất manh động, chúng sẽ bất chấp thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình, dù cho đó có là người thân thiết liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong, gây rúng động dư luận vừa qua. Mới đây, vụ án đã được mở rộng điều tra trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước cũng như hệ thống trung cư của ông Trùm Nghiêm Quang Minh. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin, bị can Nghiêm Quang Minh biết rõ sai phạm về phòng cháy chữa cháy tại trung cư mini nhưng vẫn thực hiện bất chấp vì lợi nhuận. Trước đó, lực lượng chức năng đã khởi tố bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú Yên Hòa, cầu giấy Hà Nội. Bị can Nghiêm Quang Minh là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Vụ cháy diễn ra đêm 12 tháng 9 khiến 56 người tử vong. Ngày 3 tháng 10, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cung cấp thêm thông tin về vụ cháy trung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Theo tài liệu công an thành phố Hà Nội cung cấp, trong vụ việc này, Nghiêm Quang Minh biết rõ việc xây dựng công trình vượt tầng là không đúng so với giấy phép xây dựng, không đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp thực hiện. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin qua quá trình điều tra vụ án, ngoài công trình xảy ra cháy ở quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định đối tượng Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư xây dựng đối với 8 chung cư mini trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 5 căn ở quận Thanh Xuân, 1 căn ở quận Tây Hồ, 1 căn ở quận Đống Đa, 1 căn ở quận Nam Tử Liêm. Các công trình này chủ yếu vi phạm về không xây dựng đúng với giấy phép, vượt tầng, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy không đầy đủ theo quy định. Các cơ quan chức năng ban hành 6 quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các công trình loại hình chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo giữ chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn quận Thanh Xuân để làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tinh thần xử lý vụ án này là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng vấn đề pháp lý liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở khương hạn đến nay vẫn chưa có kết luận. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm. Mong rằng trong thời gian sắp tới sự việc sẽ được sáng tỏ và những người sai phạm sẽ phải chịu hình phạt tịch đám. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Mới đây tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nguyên nhân đến từ việc người chồng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác. Người chồng đã ra tay đoạt mạng vợ bằng hai nhát dao, sau đó cũng tự muốn chấm dứt mạng sống của mình, vậy nhưng không thành. Hiện công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Vụ việc xảy ra ngày 2 tháng 10 tại phòng trọ của gia đình ông Dương Văn Tê, sinh năm 1966 ở thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Điền Dũng. Được biết, vợ chồng anh Hoàng Văn Trương sinh năm 1990 và chị Lệnh Thị Duyện sinh năm 1991 cùng quê ở tỉnh Hà Giang, thuê nhà trọ ở thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang khoảng một năm nay để đi làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung, tại huyện Việt Yên, Bắc Giang. Tuy nhiên gần đây, anh Trương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần hai vợ chồng cãi vã. Theo ông Thăng, chủ nhà trọ cho hay, sáng ngày 2 tháng 10 chị Duyện có đi khám bệnh, về nhà hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, các phòng trọ gần đó phản ánh đến chủ nhà. Tôi đã đề nghị hai vợ chồng dừng cãi nhau, tìm cách giải quyết, nếu không sẽ không cho thuê trọ và mời lực lượng công an đến làm việc. Đến chiều ngày 2 tháng 10, thấy hai vợ chồng vẫn to tiếng, ông Thang liền gõ cửa nhưng anh Trương bảo không có gì. Thế nhưng khoảng một tiếng sau, anh Trương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi thẳng đến công an xã Nổi Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang đầu thú. Thấy vậy, ông Thang bảo một người khác lấy xem tình hình phòng trọ thì phát hiện chị Duyện nằm trên giường đắp chăn. Do mâu thuẫn gia đình, Trương đã dùng dao gấp đâm hai nhát vào vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó Trương tự đâm hai nhát nhằm kết thúc mạng sống nhưng bất thành. Lực lượng công an đưa Trương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Ngay sau đó các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Được biết đôi vợ chồng này đã có hai con gửi ở quê để xuống Bắc Giang làm công nhân. Ngay trong đêm ngày 2 tháng 10, gia đình đã đưa chị lệnh thị duyện về Hà Giang lo hậu sự. Như vậy là lại thêm một vụ việc thương tâm chồng xuống tay đoạt mạng vợ vì ghen tuông. Trong mối quan hệ vợ chồng đôi khi sẽ có những lúc cãi vã nghi ngờ. Vậy nhưng đứng trước sự việc, mỗi cặp đôi cần bình tĩnh ngồi xuống cùng nhau giải quyết và tháo gỡ khúc mắc một cách văn minh nhất. Đặc biệt chớ dùng những hành động tác động vật lý, mất kiểm soát để dẫn tới những vụ việc đau lòng như trên. Tiếp tục là một vụ đánh ghen tại Quảng Ninh. Nhưng trong vụ việc này, người đi đánh ghen lại là người thiệt mạng. Cụ thể, trong lúc người đàn ông đang đuổi theo vợ làm công nhân quét dọn, đã xảy ra va chạm với xe chở rác, hậu quả khiến cho người chồng tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, bà l t, t. sinh năm 1978, chú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, là công nhân vệ sinh môi trường đi làm ca đêm. Khoảng 10 phút sau, bà T. đến vị trí xe tập kết chở rác tại khu vực đồi thuộc thôn 7, xã Quảng Chính do nghi ngờ vợ có tư tình nên anh LKT sinh năm 1974 trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, chồng chị T, đã đi theo vợ đến chỗ làm trong đêm. Khi đến đồi khu vực thôn Bảy, anh T bắt gặp vợ và lái xe chở rác là anh TXH sinh năm 1976 đang đứng nói chuyện với nhau. Nghi ngờ anh hát có hành vi thiếu chuẩn mực với vợ mình, nổi máu ghen tuông, người chồng đã cầm thanh sắt lao vào tấn công người lái xe chở rác lúc này anh hát và chị tê đã bỏ lên xe ô tô di chuyển đi lấy rác còn t tiếp tục đuổi theo khi người chồng đuổi theo đến gần cua dốc gần tường nhà của nhà dân ven đường đã xảy ra va chạm với xe chở rác do hát điều khiển hậu quả anh tê bị xe chở rác cán tử vong tại chỗ ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà đã có mặt khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc Hiện công an huyện Hải Hà đang tạm giữ TXH và LTT để điều tra làm rõ sự việc. Chỉ vì ghen tuông mà người chồng trong vụ việc đã nhận cái kết quá nghiệt ngã cho chính mình. Đứng trước mỗi sự việc, người chồng và người vợ nên có những hành động thẳng thắn nói chuyện, trở nên vì quá khích dẫn tới những sự việc không hay có thể xảy ra. Liên quan đến vụ ba công nhân bị đá đè trên container tử vong ở Nghệ An, qua điều tra, sự đá này là hộ kinh doanh cá thể mới hoạt động được khoảng 15 ngày. Hầu hết các lao động tại đây đều là lao động tự do thời vụ nên không có hợp đồng lao động hay bảo hiểm. Theo thông tin đã đưa trước đó khoảng 11 giờ trưa ngày 2 tháng 10, các công nhân đang chuyển các kiện đá trắng, loại đá đã được cắt xẻ thành từng tấm dày khoảng 2,5 cm và được đóng thành từng kiện từ trên xe container xuống nhà xưởng. Trước khi dùng dòng dọc tời để chuyển một kiện đá xuống thì không may gặp phải sự cố. Kiện đá bị rơi xuống thùng xe vỡ ra, đè ba công nhân đang làm việc, ép vào thành thùng xe. Vụ tai nạn khiến ba người gồm HVT sinh năm 1987 và NVS sinh năm 1994 cùng chú huyện Nghi Lộc và HVK sinh năm 1978 chú tỉnh Thanh Hóa tử vong. Được biết anh T và S là công nhân của xưởng đá, còn anh K là người lái xe container. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng cũng như chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đã xuống hiện trường làm việc. Ông Hoàng Văn Trung, chủ tịch Liên đoàn cho biết, xưởng đá này là một hộ kinh doanh cá thể mới hoạt động được khoảng 15 ngày. Công việc chính là nhập đá từ Thanh Hóa và các địa phương khác về để ốp các công trình lăng mộ. Các lao động làm việc tại đây là các lao động tự do thời vụ, có việc thì làm, không có việc thì nghỉ, nên cũng không có hợp đồng lao động hay bảo hiểm. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc cho biết thêm, thời điểm xảy ra tai nạn, xưởng đá có 3 lao động. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã đến nhà của hai công nhân bị nạn trên địa bàn động viên thăm hỏi. Phòng cũng sẽ làm việc với chủ xưởng đá để nắm thêm vấn đề ký kết, hợp đồng lao động và bảo hiểm đối với người lao động trước đây đã có rất nhiều những cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn cho người lao động ở những nơi khai thác đá vậy nhưng cảnh báo này vẫn bị làm ngơ đến nay tai nạn lao động đã xảy ra khiến ba người thiệt mạng trong đó hai người không có bảo hiểm tai nạn lao động các nạn nhân gia đình nạn nhân trong vụ việc sẽ được giải quyết ra sao cho những thiệt hại quá lớn mà họ phải nhận tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị Thưa quý vị, mới đây, bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã kịp thời cứu 15 thuyền viên của một tàu cá bị đánh chìm. Các thuyền viên đã phải ôm phao lưới trong nhiều giờ đồng hồ trước khi được giải cứu quay trở về với đất liền. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 2 tháng 10, đồn biên phòng Khánh Hội nhận được thông tin tàu đánh cá KG90255TS do ông Danh Nam, Ngụ Nam Yên, An Biên Kiên Giang làm chủ, giao cho anh Danh Sóc Kha 39 tuổi, ngụ cùng địa chỉ làm thuyền trưởng. Tàu có 15 thuyền viên, tàu cá xuất bến tại cửa Kinh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau lúc 7 giờ cùng ngày. Đến khoảng 17 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, khi đang hoạt động ở khu vực vùng biển cách vàm cửa Kinh Hội, huyện U Minh khoảng 8 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá bị sóng to kết hợp gió mạnh đánh chìm. Ngày 3 tháng 10, Thiếu tá Bùi Thanh Vạn, đồn trưởng đồn biên phòng Khánh Hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin, một tàu đánh cá của ngư dân Kiên Giang số hiệu KG90255TS khi đang hoạt động trên biển gặp sóng to gió mạnh đã bị chìm. Trên tàu có 15 thuyền viên đã phải ôm phao lưới chờ cứu hộ trước khi được giải cứu. Nhận được thông tin, lực lượng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Khánh Hội đã liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị chìm để nhờ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, đơn vị thành lập tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ và huy động 2 tàu cá cùng 6 thuyền viên của người dân địa phương cơ động ra biển tìm kiếm cứu hộ. Đến khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 10, tàu cá CM99102TS của ông Phan Văn Khánh, ngụ ấp 3, xã Khánh Hội huyện U Minh đã cứu vớt được một thuyền viên đưa lên tàu an toàn. Đến 21 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị đã tìm thấy và cứu vớt 14 thuyền viên còn lại đưa vào trạm kiểm soát biên phòng kinh hội để chăm sóc sức khỏe. Thiếu tá Bùi Thanh Vạn thông tin thêm, trong số 15 người được cứu vớt, thuyền viên danh Sóc Kha bị thương ở chân. Quân y đơn vị đã sơ cứu ban đầu băng bó vết thương. Đồng thời, đơn vị phối hợp với chủ tàu hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ vụ việc và bàn giao các thuyền viên về với gia đình. Đội biên phòng Khánh Hội tiếp tục hỗ trợ chủ tàu tiến hành trục vớt tàu đưa vào bờ sửa chữa. Thiệt hại về tài sản ước tính là khoảng 800 triệu đồng. Rất may trong vụ chìm tàu này không có thiệt hại về người. Mùa mưa bão cũng đã đến mỗi ngư dân cần thận trọng hơn khi ra khơi, tuyệt đối không đi đánh bắt vào những ngày mưa bão. Thường xuyên nghe dự báo thời tiết để nắm được tình hình thời tiết, đảm bảo tính mạng cho bản thân và những người xung quanh. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão Koinu đã xuất hiện trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Theo đó, bão sẽ ngày càng mạnh lên với sức gió giật cấp 17 tiến vào khu vực biển đông. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hệ bão Koinu đã xuất hiện trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 giật trên cấp 17. Bão Koinu di chuyển theo hướng tây bắc khoảng 10 km/h. Ngày 3 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 368 VPTT gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải về việc chủ động ứng phó với bão Koinu ở vùng biển phía đông bắc của Philippines. Dự báo do ảnh hưởng của bão Conu, từ đêm ngày 3 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, từ đêm ngày 4 tháng 10, gió mạnh lên cấp 8 cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11 13 giật cấp 16 biển động dữ dội. Sáng ngày 5 tháng 10 bão nu đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Koinu, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Koinu, ra soát thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 đến 48 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 19,0; phía đông kinh tuyến 118,0 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các địa phương ra soát lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.